Phan Việt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Việt. Kính thưa quý vị, hôm nay với tập 951, Thanh Việt gửi đến quý vị một chủ đề khá là đặc biệt liên quan đến nhà báo luật sư Hàn Ni, bông hồng thép trở về trong niềm yêu thương của mọi người từ mạng xã hội, nhưng cô lại mất gần như tất cả. Vậy mất cái gì và cô đã học được cái gì từ những ngày tháng qua? Thanh Việt sẽ chia sẻ với quý vị từ góc nhìn riêng của Thanh Việt dựa vào tính nết của một người bạn này. Thì thưa quý vị, xin mời quý vị cùng lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu chương trình, Thanh Việt xin được gửi lời kính chúc sức khỏe và mọi điều bình yên đến với tất cả quý vị trong cuộc sống như cũng như công việc. Quý vị đừng quên bấm nút like và để lại lời bình luận cho chương trình ngày hôm nay. Nếu mà nói bông hồng thép, có một câu nói gì để đời sau khi trở về với 18 tháng thụ án? Thì cái câu mà Thanh Việt nghĩ rằng câu để đời của cô đó là: xin quý vị hãy đừng là phạm nhân và cũng như đừng là nạn nhân. Câu nói này đó quý vị, nó tóm tắt được tất cả mọi diễn biến xảy ra đối với cô trong những tháng ngày qua từ năm 2021. Lúc ban đầu cô là một nạn nhân của cái sự việc 331. Nhưng rồi từ nạn nhân cô trở thành một phạm nhân cũng cái điều 331. Có thú vị không quý vị? Quá thú vị. Và tất cả cũng chỉ là những chuyện cá nhân vô thưởng vô phạt trong thời kỳ Covid. Nếu chúng ta đào sâu lại cái câu chuyện của năm 2021, vào thời điểm đó cô bị quốc mẫu nha quý vị, rượt đuổi. Thì sau tất cả những sự việc xảy ra với 18 tháng thay đổi cuộc đời của cô, thì bây giờ đó quý vị, Hàn Ni chỉ muốn cái gì? Cô chỉ muốn dừng lại để cho những cái lợn cợn nó không có chiếm được cái dung lượng, cái ý chí tích cực trong cuộc sống của chính cô. Cô muốn đẩy những cái câu chuyện quá khứ đó ra khỏi cái tiềm thức của mình và thay thế vào đó là cái câu chuyện tâm linh. Tại sao Thanh Việt lại nói như vậy? Thưa quý vị, người ta hay nói rằng quả báo hiện tiền, tức nghĩa là cái nghiệp mình gây ra đó quý vị, đó, thì mình sẽ phải trả nó ngay và luôn. Những người nào đã tạo cái hoàn cảnh để đẩy đưa cho cô nhà báo này trượt chân, và rồi cô đã thấy được những cái thực tiễn trong cuộc sống nó thực sự là nó xa vời với cái lý thuyết, thì cô đã dần dần hiểu được và cô đã thấm nhuần được cái điều tâm linh. Đôi khi con người không muốn được là được, mà ông trời, cái số, cái nghiệp mà mình gây ra thì chắc chắn mình sẽ phải trả. Những cái câu chuyện xảy ra, những cái phong ba bão táp với những cái thực tiễn đã đưa tiện, Thanh Việt dùng cái danh từ nó hơi mạnh, đưa tiện những cái lý thuyết mà nhà báo Hàn Ni đã học được, và bây giờ thì cô lãnh ngộ được cái thực tiễn. Cái thực tiễn thì nó với cái lý thuyết nó xa vời, trầm trọng, quá xa vời. Nhưng thưa quý vị, sau khi trời quang mây tạnh, đúng không quý vị, mọi diễn biến nó phải đến cái trời quang mây tạnh. Không lẽ đời người chỉ gặp những cơn bão hoài, chỉ gặp những cơn mưa hoài? Trong cái họa đôi khi nó cũng có cái may mắn nó đến. Chỉ có điều đó quý vị, là chúng ta không biết được cái điều may mắn đó nó sẽ đến lúc nào và điều may mắn đó là gì. Thưa
vì sao quý vị? Tại vì con người không điều khiển được cái đó. Cái đó là cái tâm linh. Như chị hai chỉ diễn tả cái tâm linh của chị từ cái khu du lịch đó thôi quý vị. Cái gì nó cũng tâm linh lắm. Nhưng mà thực sự đó quý vị, chưa chắc chị hiểu được cái tâm linh đó là gì đâu. Chúng ta phải hiểu được rằng khi một cánh cửa nó đóng lại, nó thay đổi hết tất cả những cái cuộc sống, cái công việc, thì một cánh cửa khác sẽ được mở ra. Tốt hay xấu, nó tùy vào cái nghiệp của mình. Mình đã tạo ra cái gì? Nhờ quý vị. Đó là quả tâm linh đúng không quý vị? Quả tâm linh. Và thay việc nghĩ rằng nhà báo Hàn Ni, bông hồng thép của chúng ta đã lãnh ngộ được cái điều này. Phải thật sự là lãnh ngộ. Cái mà cô lãnh ngộ sâu sắc nhất đó quý vị, đó là thực tiễn. Thanh Việt phóng sự luôn luôn nhắc nhở quý vị, thực tế, lý thuyết, nó xa vời vời. Nhưng quý vị, nó như là mặt trời với mặt trăng vậy. Nó xa lắm, nó không gần nhau đâu. Và đôi khi, khi trở về từ địa ngục, cô gần như là mất hết. Mà nhà báo Hàn Ni với cái ngòi bút châm biếm của mình, cô đã dùng cái danh từ rằng giờ này chỉ còn vỏn vẹn chiếc quần xà lỏng. Xin lỗi quý vị. Nhưng cái đó nó đã tóm tắt được cho chúng ta hiểu được là từ tinh thần cho đến vật chất cô mất hết. Và ở thời điểm này đó quý vị, trên vai cô không còn là cái trách nhiệm của một nhà báo, trách nhiệm của một người mở văn phòng để tư vấn về luật nữa. Và cái trách nhiệm của cô không phải là một nhà phản biện thấy cái sai trái trên mạng xã hội để đưa ra nữa. Giờ này cái vai của cô nó nhẹ vô cùng. Nó trở lại cái vai của một người phụ nữ. Đúng không quý vị? Thay vì gọi đùa là độc thân vui tính vô số tội. Thẻ nhà báo của cô, thẻ luật sư của cô giờ nó chỉ còn là những cái miếng plastic vô hồn. Hàn Ni có viết rằng bây giờ chẳng có gì mà để mất. Nhưng thưa quý vị, chất thép trong người của cô vẫn còn. Cô còn nợ Đặng Thị Hàn Ni. Đúng không quý vị? Cô không thể nào rời bỏ được cái tên của cô. Cô còn nợ Đặng Thị Hàn Ni. Bông hồng thép vẫn còn nợ. Và bông hồng thép vẫn còn nợ quý vị những cái ân tình mà quý vị đã dành cho cô trong những tháng ngày qua. Có người hỏi Thanh Việt rằng liệu bông hồng thép có còn thép như xưa nữa hay không? Thì thưa quý vị, câu trả lời quá dễ. Không. Và không. Sẽ không còn là cái chất thép như ngày xưa nữa rồi. Đúng không quý vị? Dù cô có muốn mình thép đến mấy, thì cái thực tiễn nó đã dạy cho cô một bài học khá lớn. Một thực tiễn nó dạy cho một bài học. Giờ này quý vị, tất cả không còn cái giá trị. Hư không. Cái gì đến rồi nó cũng sẽ đến. Cái gì đến thì nó phải có đến cái giai đoạn nó đi. Điều đó là chắc chắn. Đôi khi có những thứ mà nó đi rồi đó quý vị, thì nó mở cửa cho những cái tốt đẹp hơn sẽ đến trong cuộc sống. Qua 18 tháng, trách móc, buồn phiền, đau khổ, phản ứng vô giá trị. Vì cái đó là một bước ngoặt, một bước sẩy chân mà con người không thể tính tới được. Dù là mình có hiểu luật đến mấy, mình cũng không biết được. Luật sư Trần Văn Sĩ là một cái ví dụ. Ông là một người đã đi ra tòa cãi cho biết bao nhiêu thân chủ về vụ án hình sự, chứ không phải vụ án ly dị hay là vụ án trong những cái vấn đề kinh tế tại các cái công ty. Ông cãi về vấn đề hình sự, những vụ án mà người ta đã vô vọng vì oan sai, thì ông đã bước ra để cãi. Thưa quý vị, thế mà ông đã vấp phải đúng cái bước trượt mà ông đã từng đưa tay để kéo người ta lên. Giờ này ông trở thành cái người trượt cái chân đó. Thưa quý vị,
cái điều đó là điều thú vị đối với nhà báo Hằng Nhi. Qua 18 tháng, có thể nói là cái tâm, cái trí của cô đã được thanh lọc. Và cái điểm đặc biệt đối với vị là cuối con đường học, cuối con đường học luôn luôn có những người bạn thân, có những người thân yêu mến cô, chờ đợi cô. Dĩ nhiên cuộc đời không bao giờ bằng phẳng, nhưng mà sau những cái cú ngã đó thì tâm trí của cô sẽ cứng cáp hơn, thực tiện kết hợp với lý thuyết. Giờ đây bông hồng thép không còn thép, nhưng mà nó là một cái chất thép, không phải chỉ có lý thuyết, mà chất thép này còn là những cái câu chuyện thực tiễn xảy ra đối với chính cô. Về cuộc sống hiện tại thì Thanh Việt biết được rằng Hằng Nhi sẽ sống cho chính mình, cô sẽ đi du lịch. Giờ này trên vai cô nó nhẹ tơn rồi thưa quý vị à. Cô sẽ hít thở cho đầy cái lá phổi sau những ngày tháng không được hít thở cái không khí tự do. Bây giờ thì cô không còn phải lo nghĩ, không còn phải mình phải làm gì, mình phải nói gì cho người dân, cho khán giả của mình hiểu được, phân tích cho họ thấy. Đúng không quý vị? Cô không còn phải lo nghĩ nữa. Cô coi mọi việc xảy ra trong năm 2021 như là một cái kiếp nạn. Nhưng mà rồi cô mong muốn nó được hóa giải để trở thành một cái điều tích cực, chứ không phải tiêu cực và oán trách điều gì cả. Tự vì mình có oán trách ai đến mấy đi nữa thì vẫn còn có ông trời. Ông trời có mắt. Kính thưa quý vị, mình có muốn người ta như thế nào cũng chưa chắc là được. Cái nghiệp người ta cũng phải trả. Một số quý vị có đặt những câu hỏi như là: Hằng Nhi, nếu như vậy thì cô có thể trở lại một ngày nào đó để viết báo hay không? Để làm luật sư hay không? Thì câu trả lời đầu tiên là về cái công việc của cô làm ở trong quá khứ khi còn là cái ngòi bút của báo Sài Gòn Giải Phóng. Thì thưa quý vị, Hằng Nhi đã thụ xong cái bản án của mình. Dù là cái án tích chưa được xóa, cái vấn đề về xóa án tích thì việc sẽ phân tích ở cái phần sau khi chúng ta nói về cái vai trò của một luật sư. Đối với nhà báo, khi đã thụ án xong, dù án tích chưa xóa, họ vẫn đủ điều kiện để trở về với cái nghề làm báo. Dĩ nhiên trong đó nó vẫn đặt ra những cái câu hỏi rằng tòa soạn nào thuê hay không, và chính ngay cô cũng có muốn làm nghề báo nữa hay không. Quý vị biết được nhà báo Hằng Nhi qua cái danh từ bông hồng thép. Đó là một cái ngòi bút đầy chất thép. Đúng không quý vị? Đầy chất thép. Những bài viết, những cái đề tài mà gọi là khó nuốt. Và vào thời điểm đó cô viết theo cái đam mê. Thật sự cô viết theo đam mê. Thế rồi những cái sự việc của năm 2021 nó đã gọi là cái gì quý vị? Bóp cái niềm đam mê đó rồi thưa quý vị à. Nó bóp cái niềm đam mê đó rồi. Và bây giờ nếu mà cái niềm đam mê viết báo không còn nữa thì cho dù tòa soạn nào có ký hợp đồng nha quý vị, thì cô cũng không muốn làm nghề báo với cái nhuận bút rất là thấp, mà cái đam mê thì đã không còn nữa. Đó là về nghề nhà báo. Còn về luật sư thì như thế nào? Kính thưa quý vị, nó khó hơn. Đầu tiên cái án tích phải được xóa. Án tích phải được xóa thì mới có thể ra làm luật sư tại một phiên tòa được. Với cái bản án 18 tháng của cô với điều 331 thì nhà báo Hằng Nhi cần 2 năm trời cái án tích đó mới được xóa. Thì sau khi xóa xong, nha quý vị, đầu tiên phải thụ án. Thụ án xong, chờ 2 năm thử thách để xóa được cái bản án đó, cái án tích đó.
thì lúc đó cô mới có thể hành nghề lại luật sư nếu cô muốn. Tuy nhiên đó quý vị còn nhớ đến cái trường hợp của một cái vị mà cứ theo đuổi gia đình ông cụ họ Lê, cũng là một luật sư binh vực cho bên một vị thầy luôn luôn, quý vị nhớ không ạ? À, thì cái vị đó đó, cái bằng đã bị treo, nhưng mà vị đó vẫn đi làm tư vấn luật được. Thì trường hợp của một phạm nhân đã thụ xong án mà án tích chưa xóa, thì họ vẫn có thể làm tư vấn về luật cho các cái doanh nghiệp trong nước cũng như là doanh nghiệp nước ngoài đang có chi nhánh tại Việt Nam. Và cái công việc đó đó quý vị, thì không cần phải cái thẻ luật sư để hành nghề. Cái mà các công ty cần đó là cái kiến thức, và nhất là cái đạo đức của cái người đó. Người ta hiểu về luật và người ta còn phải có cái đạo đức. Đây, nếu mà trong trường hợp về xóa án tích đó quý vị, thì nếu ở trong thụ án từ 1 đến 5 năm nha quý vị, tù đến 5 năm thì phải chờ đến 2 năm mới được xóa án tích. Từ 5 năm đến 15 năm thì phải 3 năm mới được xóa án tích. Còn 5 năm mới được xóa án tích cho những cái bản án từ 15 năm trở lên nha quý vị, hoặc tù chung thân hoặc là xử tử, sau đó được giảm xuống cái án nhẹ hơn. Còn những người mà chỉ trong vòng 1 năm được xóa án tích là trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo. Thì đối với trường hợp của Hằng Ni, Bông Hồng Thép, cô bị phạt 1 năm rưỡi, nghĩa là án tích của cô chỉ được xóa sau 2 năm sau khi cô kết thúc xong cái phần thụ án. Chị hai cũng vậy. Chị hai với cái bản án là 3 năm rồi giảm dần dần thành 2 năm rưỡi. Thì dĩ nhiên cái án tích của chị hai vẫn còn. Chào quý vị, cái án tích vẫn còn. Một số quý vị có hỏi rằng cái án tích còn liệu cái hộ chiếu có bị cấm xuất cảnh hay không. Thì trường hợp này đó quý vị, tùy theo trường hợp, tùy theo cái hành vi vi phạm. Có những hành vi vi phạm án tích chưa được xóa nhưng mà vẫn được xuất cảnh. Đó là tùy theo từng câu chuyện, tùy theo từng cái hành vi vi phạm, không thể nào nói hết được tất cả. Như vậy, mặc dù không thể làm luật sư tại một phiên tòa, nhưng Hằng Ni vẫn có thể là một người tư vấn về luật cho các doanh nghiệp. Đúng không quý vị? Cô vẫn làm nghề tư vấn được. Đó là cái câu trả lời. Liệu cô có thể làm nhà báo hay không trong thời gian này? Liệu cô có thể là một luật sư không trong thời gian này? Vấn đề còn lại là có những quý vị hỏi rằng chắc Hằng Ni sau khi ở trong trại ra cô rất là đau khổ. Cô cần phải cố gắng vượt qua cái giai đoạn khó khăn để sống tiếp. Thưa quý vị, đã gọi là bông hồng thép, và chất thép đó không còn như ngày xưa nữa, nó là thép của lý thuyết. Giờ này thì chất thép còn, nhưng mà chất thép không còn, nhưng mà không còn của lý thuyết. Nó vẫn còn ở cái lý thuyết cộng với thực tiễn. Và cái này đó quý vị, chất thép này còn mạnh và bền hơn cả cái chất thép lý thuyết. Vì vậy, không ai muốn cái cuộc đời mình nó gập ghềnh. Nhưng mà với cái bản tánh của cô, với cái chất thép giờ này nó được tu luyện, trở thành chất thép của lý thuyết và thực tiễn kết hợp lại, thì đôi khi đó quý vị, Thanh Việt gọi là cái định mệnh. Định mệnh nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là Hằng Ni đã bị xô ngã, bị trượt chân, rơi xuống dưới vực. Ở dưới vực thì rất là nhiều thú dữ, ma. Nhưng mà Hằng Ni đã cố gắng trở về được. Dù khi trở về cô chỉ còn đúng một cái quần xà lọn, đóng ngoặc mở ngoặc, và homeless, không nhà không cửa. Nhưng mà
thâu sâu trong cái thâm thẳm ở bên trong cái tâm của cô, thì có lẽ là cô sẽ cảm ơn. Cô cảm ơn tất cả. Dĩ nhiên là cảm ơn những quý vị đã yêu mến cô, luôn theo dõi bước chân của cô dù cô có bị sẩy chân. Còn đối với những vị nào đã dẫn cô vào cái con đường trơn trượt đó, đã đẩy cô, đã ép cô và cuối cùng hất cô xuống dưới vực, thì cô vẫn không oán trách mà cô thầm cảm ơn họ. Tại sao? Vì họ đã dạy cô được cái thực tiễn, dù là nó phũ phàng đến mấy. Đúng không quý vị? Dù nó phũ phàng đến mấy, nhưng mà nó đã giúp cho cô được một cái bản năng mới, đó là thoát ra khỏi cái nghịch cảnh để sống một cách tích cực dù trong một hoàn cảnh tiêu cực đến mấy. Quý vị hỏi rằng liệu Hằng Nghi, Bông Hồng Thép đã từng bị truy cùng đuổi tận từ chỗ làm tại báo Sài Gòn Giải Phóng cho đến cái việc mà cô có phải là công viên chức hay không, rồi vừa luật sư mà vừa nhà báo có được hay không, rồi cái bằng này như thế này thế nọ, rồi bị kéo đến chỗ làm, rồi bị kéo đến trước nhà. Đúng không quý vị? À, vậy thì cô có ghét cái người cầm đầu đó hay không? Tức là Missy Quốc đó quý vị à. À, mình gọi là Quốc Mậu đó. Quốc Mậu đó. Hay là bất cứ những ai đồng lõa để đẩy cô đến cái con đường trơn trượt đó. Thì thưa quý vị, thằng Việt nghĩ như thế này. Cuộc đời nó ngắn lắm quý vị à. Không biết được ngày mai chúng ta còn có thể ngồi đây để trò chuyện với nhau được hay không. Thôi, đừng sống như chị hai sống. Sau khi trở về từ ở bên trọng, thì chị hai cái sân si nó nổi lên. Nổi lên sao quý vị nhỉ? Nói cho nó văn chương của chị hai, thì sân si của chị hai nổi lên một cách cuồn cuộn sau khi chị hai từ ở trọng đi ra. Việc nghĩ là cái câu này, chị hai mặc dù chỉ học đến lớp 9, lớp 7, lớp 8, nhưng mà thay vì phải thán phục cái danh từ của chị hai, nó không có chiều tự như xàm xí sọn thành việc này, mà nó rất là hình ảnh đầy đủ. Dù là hai từ, quý vị ạ, quý vị nghĩ là chị hai sân si cuồn cuộn là quý vị biết được là như thế nào rồi, đúng không quý vị? Phải công nhận chị hai dùng danh từ xuất sắc đó quý vị ạ. Chắc chắn nhà báo Hằng Ni sẽ không sân si cuồng cuộn như chị hai trong những ngày tháng qua. Và có lẽ chị hai là người duy nhất từ trọng mới bước ra mà vẫn sân si cuồng cuộn với những người đã đẩy chị hai xuống vực, hoặc là những người giữ chị hai ở trong vực. Đúng không quý vị? Thưa quý vị, đừng lấy oán trả lại bằng một cái oán khác, mà lấy một cái oán này để trả lại bằng một cái sự tha thứ. Lấy cái sự sân si thay thế bằng cái lời cảm ơn. Tại sao lại cảm ơn những người đó? Thưa quý vị, nhà báo Hàn Ni sẽ cảm ơn họ. Vì sao? Vì đã giúp cô thấy được cái thực tiễn trong cuộc đời. Và những cái trải nghiệm, nhà quý vị, những cái trải nghiệm của tận cùng, của khổ đau, của máu và nước mắt như là chị hai diễn tả đó quý vị. Đó, những cái trải nghiệm đó đã giúp cho cô trưởng thành hơn để thấy những cái thực tiễn chứ không còn là lý thuyết nữa. Đó quý vị, ít ra khi cô trở về, cô đã có cái kinh nghiệm. Tại vì lúc trước cô phấn đấu từ một cái vị trí cô đang có để trở thành tốt hơn, nổi tiếng hơn, từ một nhà báo bông hồng thép trở thành một bông hồng thép trên mạng xã hội, đấu trí lại với chị hai. Rồi cái đó nó chỉ có con rừng lên thôi. Thì giờ này đối với
cô bị đẩy xuống dưới vực sâu, nhưng mà cô vẫn trồi lên được. Thì cái lần trồi này đó quý vị, đã giúp cô từ ở vực thẳm, cô trồi lên vượt qua cái vị trí cũ của cô đã có năm 2021 để cô tiến xa hơn. Thưa quý vị, vậy thì chúng ta phải cảm ơn. Vì nhà báo Hằng Ni, luật sư Hằng Ni sẽ có những cái bước đi trong tương lai tốt hơn, mạnh hơn và đầy đủ những trải nghiệm cô đã thể hiện, đã trải qua bằng máu, nước mắt và tất cả những tấn công của đau khổ trong những tháng ngày qua. Thanh Việt vừa mới chia sẻ với quý vị những cái suy nghĩ cũng rất là chủ quan của Thanh Việt. Và hy vọng rằng cô bông hồng thép này cũng sẽ như Thanh Việt nhận định. Chúng ta hãy cùng chúc cho bông hồng thép của chúng ta những bước đi vững hơn, mạnh hơn và đầy những kinh nghiệm của những thực tiễn khổ đau vừa qua. Thanh Việt xin tạm dừng chương trình đặc biệt ngày hôm nay ở đây và xin chúc quý vị khán giả một ngày vui vẻ, và chúng ta hẹn lại vào chương trình ngày mai. I love you all.